Rồi, xin chào tất cả anh em và tất cả các bạn nha. Nay lên giao lưu cắm câu với em Lâm nữa các bạn ơi. Em Lâm thì ngại camera cho nên là cố gắng đi siết lẹ lẹ nha các bạn. Là trốn camera là chạy thiệt lẹ. Đây, trai mình nha các bạn. Rồi, nay vô địa hình này tiếp tục em Lâm dẫn đi cắm câu tiếp theo thổ địa. Mấy mưa này nó lên xuống vô em Lâm. Chứ nó không ấy mà nó không có sát luôn phải không? Giờ đi khúc nào? Lên đây phải có thổ địa mới được. Chứ không mấy đi cắm câu là bị gặp mấy cái bãi mà người ta xịt các bạn. Vô cắm là bể đầu liền, chắc cú luôn, không đường nào chạy. Rồi ở đây dứt luôn phải không Lâm? Đây dứt phải không? Là biết, cầm máy đi con. Này. Đây đây. Chạy đi mà camera quay cũng đẹp luôn mà. Vậy nha các bạn, chút xíu nữa thì hết câu đi thăm ngược lại có cá thì mình quay tiếp cho các bạn xem. Rồi giờ tạm thời mình ốp máy tại đây nha các bạn. Rồi thì mình với em Lâm với con trai mình vừa cắm xong câu luôn nha các bạn. Giờ mình quay ngược lại mình thăm. Nước giờ nó ngập lỉnh bỉnh ra ngoài, ngập quá. Hồi nãy có cắm đâu đây cần hay gì nè. Sao Lâm? Ba mùi thuốc phải không? Bỏ tràn qua câu cái rồi lụm. Lần đầu tiên chưa thấy con gì. Ngay đâu ngay góc này nè Lâm. Ngay góc này nè. Còn không? Ba mùi không? Đi từ từ con. Đi đàng hoàng té đó. Còn dế không? Hết dế nữa hả? Nước lên lẹ quá ha. Chìm dế.
ghé qua bên này ấy được rồi. Rồi giỏi đi, giỏi đi lắm, ghi lên luôn, ghi nhỏ câu luôn, nhỏ câu lên luôn. Ừ đấy, đấy. Rồi nhỏ gỡ đi, gỡ lại bình thường đi. Bên kia dính đây vậy, hồi nãy bên trời ơi, nó mang cái vỏ gì đúng rồi luôn. Cầm á con, đừng có mang, cầm đi con, cầm đi đừng mang cổ. Nãy dính tượng con, con nhỏ xíu mình không có quay luôn mà cái này không, nó muốn ngủm luôn vậy. Con đi sao mà cát không bôi cho cầm cho. Nó cầm nó không bỏ xuống nước mà bởi vậy con cá nó muốn quéo quẹo luôn. Chìm dế, cái này nước lớn lẹ quá. Đúng rồi, chút xíu mà nước bớt bớt nó bớt áp á, nó lớn kịp nó chảy vô từ 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 từ. Mấy vò này nó đi nước nó chưa có ngập, giờ nó ngập hết trơn rồi. Có cắm cần nó bên kia vậy, còn dế rồi. Còn dế đó, dế sống nhăn cái gì quất qua rồi 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 chìm mồi, chìm dế luôn. Cầm mấy thế? Cầm mấy... Cầm mấy bia? Dạ. Rồi, thăm ngược lại, tình hình là có hai con nha các bạn. Giờ mình về, nghỉ chút xíu nữa thì đi thăm tôi đầu tiên, mình quay cho anh em bạn xem ha. Còn cái nịp luôn. Hả? Cái bự cái nhỏ đây. Bắt lắm, lên lắm, lên lắm. Ồ. Bự con ơi, ngon lắm, ngon lắm, ngon lắm. Ôi. Cá này ba lạng á. Đưa lên cái lắm, cầm đưa lên cái. Ừ. Rồi con cá nè, đã khuê bạn. Rồi gỡ đi. Đưa vé cho anh Lâm bên. Mấy tuần này nãy tính mới cắm không có thăm mà em Lâm kêu thăm luôn bạn. Thăm mày hả về. Thăm luôn. Rồi con cá các bạn. Đúng phê luôn. Mới gì nói hai con giờ học ba con. Phê. Tính không thăm mà quay lại thăm lụm thêm em nó nữa nè. Chui hàng rào. Đất này thì đất của ông Tư hả Lâm? Ông Hai Cưng hả? Đâu đây con cần nữa nè. Có nó con gì cha? Đâu, khui cái lắm, khui lắm. Khui. Tình hình sao? Con dế còn y nguyên. Rồi vô nhà đi, đằng này còn hai cần đến thăm cho. Rồi giờ mình chạy ngược lại đằng kia mình thăm hai cần nữa ơi. Dư con cá bự này có ba lạng rồi, hai cá nhỏ này 200g nữa, nửa ký, nửa ký lô mà. Rồi giờ mình đi thăm tô thứ hai luôn rồi, chạy tới đây hai cần hai bên dính hai con xuống thiệt, con xuống đi thiệt, con xuống đi, pin nó không có chuyên nghiệp. Về cái thùng dế đâu rồi, lấy thùng dế pin. Ê con đó nó meo thiệt ơi, vô 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 vô, ngon lắm. Ấy đây nhỏ 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 kia luôn thiệt, hai cần hai bên hai con rồi. Cấm lại ngày mai làm hai con nữa tê dữ à. Con này nhỏ, con này chắc mình chạy qua chạy lại thấy nó nổi này lắm. Rồi gỡ đi, gỡ luôn. Rồi rồi cóc dây ra, tê tê ngon lành. Nhân vật chính trong bộ phim này. Này à, con của Ba Khờ miền Tây nha các bạn.
Tiền Giang nghe anh nè. Ngon lành, thơm thơm. Chạy chạy lại hai cái mương đằng đẵng lụm hai con nữa rồi. Đừng có đèn vô nhà Bin ơi. Đừng có đèn vô nhà con. Rồi, móc mồi cắm lại. Tắt máy lại, tắt máy coi. Tắt như đây chứ. Vú cái lưỡi câu ra lắm. Sửa, sửa dế lại đây. Cắm dùng xuống thiện, nước đang gồng thiện ơi. Cắm dùng đây, nước đang gồng á. Dứt giờ mà còn karaoke quá trời luôn lắm. Đưa thùng trang ngồi đây. Rồi. Suốt. Dứt mình đang cần sáng lụm con nó ra. Con với cha con đi chung xe đi. Còn em. Con với cha con đi chung một cái đèn đi. Úi xui. Đó. Gì đây? Cho nó dùng dùng đã đi theo. Rồi, được rồi. Rồi, được rồi. Rồi, giờ mình di chuyển qua bên kia mình thăm tiếp nha các bạn. Đi nguyên. Nguyên thái đòn luôn. Nhái. Ẩm ẩm. Đi đi con, đi đi cha, đi phát cái đường mà. Hết màu. Nước giờ nó ấy rồi Lâm, bỏ lại cho dùng dế rồi Lâm. Nước giờ nó đang giật. Rồi, vậy đi. Gỡ lên, gỡ ô thiện. Thiện đang để cho nó luôn ấy. Ừ. Nút luôn hay gì á? Ừ. Nút lưỡi hay vậy? Nút luôn. Rồi. Cá khó các bạn ơi, nút lưỡi rồi. Giờ để mình ốp máy mình xử lý con cá này nha bạn. Cá nó quăng nó dậy cỡ này nè bạn. Cái máy đây. Bắt thời tương coi tôi qua tôi móc mình. Lửa này thì nó dễ xảy. Hả? Bị gì? Rồi, xảy nữa. Hết hả? Đi, mình kia còn. Đi lên, đi lên đường cầu chứ. À, lội đi không nổi. Đúng rồi. Giờ lội chết kìa. Còn dưới chung nhìn nữa rồi. Nói thiệt. Tình hình tới giờ này là
mới có ba con rồi, nãy được ba đó ha Lâm, phải không? Nãy ba, giờ ba nãy sáu rồi, cũng im. Đi quanh đây. Con đá trúng cái cây gì đó hả? Cái cấm, ta cấm, ta đổ đan. Rồi. Thăm hết tour đầu tiên. Kết quả hồi nãy mình đi ngược lại được 3 con. Giờ thăm tour đầu tiên được 3 con nữa là 6 con. Giờ mình ngủ bạn ơi. Cá ăn yếu quá thăm tour à. Ngủ rồi sáng nay đi cuốn câu thì mình quay cho anh em bạn xem ha. Rồi, hẹn gặp lại tất cả anh em và bạn vào sáng sau nha. Rồi, xin chào tất cả anh em và tất cả các bạn nha. Sáng nay thì mình với em Lâm tiến hành đi cuốn câu nha các bạn. Mà giờ để đi từ từ, nước nó ngập nè các bạn. Hết biết luôn. Nước nó ngập như cái biển. Có không Lâm? Khui thùng ơi. Trời ơi hả? Lâm sáng ngày không lạnh ở trần. Khui. Trời luôn hả? Mấy cái địa hình này im ghê luôn mà. Làm như nước rong á. Nước lên ngập mấy bờ cỏ kìa. Lạ chả. Mấy địa hình này ngon ghê luôn mà cá sao nó không ăn. Mình không hiểu luôn. Có cá hôm nay gọi đèn nó chạy. Cá nó chạy tù tù luôn mà. Cắm câu nguyên đêm nó không ăn ta. Nước ngập, quá trớn ngập. Ba cần trớn rồi hả? Cần bên đó không có luôn hay gì? Rồi, cần bên đó im ru luôn rồi. Rồi, để giờ mình ốp máy, mình phụ cuốn câu với em Lâm. Khi nào mà có dính cá thì mình quay cho anh em với bạn xem ha. Chín cá mà nó ngập cỡ này nè, ngập mất tiêu gần câu luôn, nhổ gần câu lên lắm đó đó đó, mằng mằng nhổ gần câu lên lắm, mò nhỏ lên lắm. À, lôi vô gỡ bỏ vô bụng mũ xích nhõng nhõng coi chơi. Ôi, nước nó ngập nè các bạn, thối thần nè. Trời ơi, như cái biển luôn rồi. Bởi vì cá nó ít ăn, nước nó lạ chả quá. Nước này mà nó kém nó gom lại cái cắm cá ăn dữ lắm các bạn. Ở đây có cá nhiều mà sao lạ chả quá, cắm nó không ăn. Nó còn cá rồi. Nè các bạn. Buông ngay cho nó chạy cái tù, cái đã ngứa luôn. Cá này chắc cũng chừng lạng. Vột mũ. Cuốn cũng nhiều câu à. Mà cũng mười mấy hai chục cân rồi. Ê, tỷ số bằng bữa hổm rồi. Ừ. Ngon hơn bữa hổm. Câu này mình tự chuốt nhà luôn các bạn. Chuốt con trai gai. Ôi dồi ôi, nó ngạp. Ướt quần luôn lắm ơi. Nào giờ cắm câu mới thấy cái cảnh này á, cái cảnh lội vậy đó. Nay mới 1, 2, bỏ nó hồi
Sao lạc sao mất sao? Bởi vậy em Lâm biết, em Lâm bệnh quần cục, ở trần đi là phải rồi, lỡ có không thấy đường bước sụp mương cũng không sao. Còn còn đó đó được, có lý. Hai em hết hết cầu luôn rồi. Cả hết hết biết tệ luôn, dính cái mép con chút chét vô. Hai con nhõng nhõng chơi coi. Không xảy được ba con này. Ừ để đi, chút điện này về. Khui ơi, nhịp nó không? Cớt nữa mày. Đổ đại nhái cái kệ đó, bắt chụp nó gì đó từ từ ra chụp nhái. Con cá bự rồi lại. Đó, hồi hôm này thành quả hôm này được nhiêu nữa bạn, có mấy con nhỏ mình không có quay, hai nhái này nó nhảy hết nổi rồi, cá này nó bị sần hết rồi, bỏ con cá này ra đi. Được không? Cách tê, bỏ con cá lóc này lại đi. Đó. Cô quay rộng đi. Cũng im mà. Có mấy cái nhỏ nhỏ này dính, mấy cái nhỏ mình không có quay nè, chiếc chiếc gì không. Rồi Thịnh cũng xin kết thúc video tại đây nha các bạn, chúc tất cả anh em và các bạn xem video vui ha. Thấy hay cho mình xin một like, một cái đăng ký kênh, chia sẻ video ủng hộ nha các bạn. Rồi chào cả nhà, hẹn gặp lại ở những video sau của mình nha.